Đây là bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay sẽ bao gồm các nội dung sau đây: Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine tận nhà; Bình Định xuất hiện 2 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Thừa Thiên Huế có ca tử vong đầu tiên do COVID-19; trên thế giới, số ca nhiễm biến thể Delta ở Campuchia tiến gần 4 con số; tại Úc, bang New South Wales ghi nhận số ca nhiễm COVID cao kỷ lục; diễn biến dịch tại Thụy Điển nghiêm trọng hơn nhiều lần các nước láng giềng; tại Mỹ, bang Mississippi cảnh báo không dùng thuốc thú y Ivermectin để ngừa COVID-19. Theo thông tin cập nhật vào tối ngày 22 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, nước ta đã có thêm 11.214 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 11.208 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 4.193 ca, Bình Dương 3.795 ca, Đồng Nai 849, Tiền Giang 709, Long An 365, Đà Nẵng 183, Khánh Hòa 160, Đồng Tháp 142, Bà Rịa Vũng Tàu 107, Cần Thơ 97, Tây Ninh 83 ca, An Giang 69 ca, Nghệ An 68 ca, Vĩnh Long 49 ca, Bình Thuận 47 ca, Đắk Nông 39 ca, Trà Vinh 39 ca, Phú Yên 38 ca, Bình Định và Hà Tĩnh mỗi nơi 20 ca, Quảng Nam 16 ca, Kiên Giang và Sơn La mỗi nơi 15 ca, Đắk Lắk 12 ca, Bắc Ninh và Hà Nội mỗi nơi 11 ca, Gia Lai và Cà Mau mỗi nơi 10 ca, Hậu Giang 7 ca, Lào Cai và Bắc Giang mỗi nơi 6 ca, Ninh Thuận và Lạng Sơn mỗi nơi 5 ca, Quảng Ngãi và Quảng Trị mỗi nơi 3 ca và Thái Bình 1 ca. Năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh với 175.994 ca, Bình Dương 70.242, Long An 17.805, Đồng Nai 17.688, Tiền Giang 7.284. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam đã có 348.059 ca nhiễm, đứng thứ 68 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người thì có 3.540 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, có 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22 tháng 8, nâng số ca được điều trị khỏi lên 147.667 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến ngày 22 tháng 8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ là 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, từ hôm nay 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thành phố sẽ tăng cường biện pháp phòng chống để kiểm soát khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa số ca tử vong. Theo đó, việc tiêm vaccine được thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine tại vùng đỏ và vùng cam, theo hình thức là đội tiêm di động sẽ đến tận nhà người dân để thực hiện. Còn tại khu chung cư, sẽ phối hợp với ban quản lý chung cư tổ chức điểm tiêm, mời tuần tự lần lượt các hộ cùng tầng ra tiêm. Song song với đó, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai xây dựng lộ trình thành lập các trạm y tế lưu động với sự thống nhất của từng địa phương, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thành lập 135 trạm y tế của 14 quận huyện trước ngày 24 tháng 8. Giai đoạn 2 thành lập 225 trạm y tế của 18 quận huyện và đi vào hoạt động trước ngày 27 tháng 8. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn khẩn về đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm trong khi thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch từ 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Theo đó, người dân trên toàn thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu thì ở yên đó, không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Chính quyền địa phương đảm bảo phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến tay người dân. Như vậy, theo công văn này, ngay cả người dân ở vùng xanh cũng không còn được đi chợ một lần một tuần như thông báo hôm 21 tháng 8. Tổ hậu cần địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện, công an quân đội sẽ đi chợ thay cho người dân với tần suất là một lần trong tuần và phân phối trực tiếp đến tay của người dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định vừa phát hiện hai ổ dịch COVID-19 chưa rõ nguồn lây tại khu dân cư ở xã Cát Hưng, huyện Phù Cát và khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Cụ thể, tại xã Cát Hưng, huyện Phù Cát đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây là những người sống tại địa phương này và không đi đâu trong vòng 14 ngày qua. Ổ dịch thứ hai chưa rõ nguồn lây tại khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa của tỉnh. Ngành y tế địa phương đã ghi nhận 4 ca, gồm 1 người nhà bệnh nhân và 3 người bệnh nhân đang điều trị tại đây. Tính đến ngày 22 tháng 8, Bình Định đã ghi nhận 562 ca mắc COVID-19, trong đó có 309 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, 5 ca tử vong và 248 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này vừa xác nhận trên địa bàn đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong có liên quan đến COVID-19. Đó là nữ bệnh nhân sinh năm 1994, mang thai 31 tuần.
Trước đó, sản phụ không may đi tàu từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế và được cách ly tập trung tại trung tâm cách ly tập trung T4, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Chân Mây, huyện Phú Lộc điều trị. Ngày 16 tháng 8, bệnh nhân sốt, ho, khó thở nên được chuyển đến trung tâm cách ly điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mức độ vừa. Đến ngày 20 tháng 8, bệnh tình chuyển nặng và bệnh nhân tử vong. Ngay sau đó, bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai nhi thành công. Hiện cháu bé đã tạm thời ổn định. Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính từ ngày 28 tháng 4 đến nay, số trường hợp nhiễm COVID-19 ghi nhận đã lên hơn 412 trường hợp, trong đó có hơn 31 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Hôm qua ngày 22 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi Ủy ban dân thành phố Phan Thiết về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 9 ngày. Lý do là qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn vẫn còn phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong khu cách ly và phong tỏa. Theo đó, để thực hiện bằng được các mục tiêu sớm bóc tách F0 kịp thời ra khỏi cộng đồng, Phan Thiết tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đến hết ngày 31 tháng 8 theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Ủy ban dân thành phố Phan Thiết yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đầy đủ và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã ban hành để sớm khoanh định rõ khu vực vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an toàn đối với các vùng xanh sau khi xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, phương án giãn cách cụ thể cho từng khu vực, phường xã sau ngày 31 tháng 8. Tính đến ngày 22 tháng 8, toàn thành phố Phan Thiết đã có 281 ca mắc COVID-19. Hiện tỉnh Bình Thuận đã có hơn 1.680 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thị xã La Rì là nơi có nhiều ca mắc nhất với 1.213 ca. Trong khi đó, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay ngày 23 tháng 8, tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định nới lỏng giãn cách xã hội, nới lỏng chỉ thị số 16 xuống chỉ thị số 15 và cho phép một số hoạt động quay trở lại bình thường như các hoạt động lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng nhưng không được tổ chức quá 10 người. Với dịch vụ ăn uống, Bạc Liêu quy định được phục vụ tại chỗ, nhưng giới hạn mỗi bàn chỉ phục vụ tối đa là 4 người, bàn cách bàn từ 2 mét trở lên. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tổ chức tiệc mừng đã được nới lỏng nhưng không được tập trung tại một thời điểm quá 10 người. Hệ thống doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại bình thường, nhưng phải có phương án phòng chống dịch được cấp thẩm quyền chấp nhận. Bạc Liêu chỉ còn cấm 11 hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như là quán bar, karaoke, phòng game, phòng gym, yoga, massage. Trong lúc dịch COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, ngành y tế Đồng Nai đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về một số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng tiêm vaccine dịch vụ. Người dân đến tiêm phải đóng tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngay sau đó, Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác định theo nội dung thông tin phản ánh, nhưng vẫn chưa phát hiện đơn vị tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 dịch vụ để thu tiền. Để đảm bảo việc tiêm chủng đúng quy định, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh yêu cầu tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đối tượng phải đúng theo nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine. Giám đốc các cơ sở y tế trong và ngoài công lập phải thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình tiêm chủng, các quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt nghiêm cấm việc thu tiền của người dân trong quá trình tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào. Nếu để xảy ra các sai phạm, giám đốc các cơ sở sẽ phải chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và pháp luật. Theo Worldometer, tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 212 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 189,9 triệu và số ca không thể qua khỏi trong đại dịch lần này vượt mức 4,4 triệu ca. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca mắc COVID-19 đứng đầu trên thế giới. Mỹ đã có hơn 38,5 triệu trường hợp dương tính và trên 644.000 trường hợp thiệt mạng. Ấn Độ đứng thứ hai với hơn 32 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 434.000 ca đã thiệt mạng. Brazil có trên 20 triệu người dương tính và hơn 544.000 người không thể qua khỏi trong đợt dịch này. Trong khi đó, trong 24 giờ qua, Nga có thêm hơn 20.000 ca nhiễm mới, khiến số ca nhiễm tại quốc gia này tăng lên hơn 6,7 triệu ca và số ca tử vong cũng tăng lên mạnh, hơn 176.000 ca. Vào ngày 22 tháng 8 tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia thông báo đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 3 ca ở Thượng Hải và 1 ca ở Giang Tô. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 28 ca nhập cảnh mới, trong đó 9 ca được ghi nhận ở Thượng Hải, 7 ở Vân Nam, 6 ở Quảng Đông, 2 ở Hồ Bắc và 1 ca được ghi nhận lần lượt ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Nam và Tứ Xuyên. Ủy ban cũng cho biết thêm, không có thêm ca tử vong hoặc có ca nghi nhiễm nào mới. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc có tổng cộng hơn 8.000 ca nhập cảnh, trong số đó có hơn 7.300 người đã hồi phục và được xuất viện, hơn 740 người vẫn đang nằm viện, vẫn chưa có ca nhập cảnh nào tử vong. Tính đến ngày 21 tháng 8, Trung Quốc có tổng cộng hơn 94.600 ca mắc và hơn 4.600 ca không thể qua khỏi.
ngày 22 tháng 8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết trong 24 giờ qua, nước này có hơn 1.600 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.590 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc lên hơn 236.300 ca. Số ca mới ở Hàn Quốc đã giảm so với mức hơn 2.000 ca ghi nhận vào ngày 20 tháng 8 và 1.880 ca vào ngày 21. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 29 tháng 7, số ca mắc mới giảm trở lại dưới 1.600 ca. Trước đó, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 1.000 ca vào ngày 1 tháng 7 và duy trì mức này trong 47 ngày liên tiếp. Cũng theo KDCA, trong ngày 22 tháng 8, nước này ghi nhận thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 2.200. Tình hình dịch bệnh ở Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Khmer Times, kể từ khi ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên được phát hiện vào ngày 31 tháng 3, đến ngày 19 tháng 8, tổng số ca nhiễm biến thể nguy hiểm này tại Campuchia đã tăng mạnh lên 836 người, trong đó có đến 121 ca ghi nhận chỉ trong hai ngày 18 và 19 tháng 8. Bộ Y tế Campuchia cho biết biến thể Delta tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên khắp đất nước, đặc biệt là tại các tỉnh Phnom Penh, Odam, Menchi, Siem Reap, Bria Vinhir, Kampong Cham, Kampong Thom, Kandol và Pente Manche. Hiện chỉ còn hai tỉnh chưa có ca nhiễm biến thể này là Kep và Krathi. Trong thông cáo ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 16 ca tử vong và 493 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, trong đó có 189 ca nhập cảnh. Tại Úc vào ngày 22 tháng 8, bang New South Wales ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, đó là 830 ca, bất chấp nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính quyền địa phương. Ngoài ra, bang này cũng ghi nhận thêm 3 ca tử vong do dịch, nâng tổng số ca tử vong lên 71 người trong đợt lây lan biến thể Delta lần này. Trên toàn nước, tính từ đầu dịch, đã có tổng cộng hơn 43.100 ca mắc đã được ghi nhận, trong đó có hơn 970 ca tử vong. Đứng trước tình hình này, chính quyền địa phương đã ban hành bổ sung nhiều biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt hơn. Theo đó, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 21 giờ đến 5 giờ, sẽ được áp dụng đối với 12 điểm nóng. Ngoài ra, người dân chỉ được ra khỏi nhà để tập thể dục trong tối đa 1 giờ đồng hồ và không được đi cách nhà quá 5 km. Biện pháp quyết liệt này được đưa ra do nhiều người dân không chấp hành triệt để các quy định phòng dịch. Chính quyền New South Wales cho biết ngày 19 tháng 8, cảnh sát bang đã quyết định phạt 14.000 đô la Úc đối với 4 người đàn ông sau khi phát hiện những người này đi tập thể dục vào lúc 2 giờ sáng, trong đó có 3 người đang tập thể dục tại một địa điểm cách nơi ở khoảng 10 km. Cũng theo thống kê của chính quyền địa phương, chỉ riêng trong tháng 7, cảnh sát New South Wales đã ghi nhận hơn 6.800 phiếu phạt dành cho các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, với tổng số tiền phạt lên đến 5 triệu đô la Úc. Ngay sau đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã lên tiếng bảo vệ chiến lược phong tỏa, cho rằng cần phải chuyển trọng tâm từ số ca bệnh sang tỷ lệ nhập viện. Chúng ta không thể sống chung với các biện pháp phong tỏa mãi mãi. Ở thời điểm nào đó, chúng ta cần phải thay đổi, và điều đó chỉ có thể thực hiện nếu có 70% dân số được tiêm chủng. Khi được hỏi liệu Úc có thể đạt được mục tiêu Zero Covid một lần nữa hay không, ông Morrison nói rằng điều đó khó xảy ra, và nhấn mạnh số ca bệnh không phải là tất cả trong tình hình dịch bệnh. Ông cũng trấn an rằng hệ thống y tế công cộng và bệnh viện của nước này đã được chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với thử thách. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Úc vào ngày 21 tháng 8, hiện chỉ có khoảng 30% người dân trên 16 tuổi tại Úc được tiêm ngừa COVID-19. Còn tại Thụy Điển, theo Business Insider, số ca mắc và tử vong do COVID-19 tính trên đầu người ở nước này cao hơn nhiều lần so với các nước láng giềng. Theo các nhà chức trách Thụy Điển, việc không dùng biện pháp phong tỏa mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân sẽ tự có ý thức phòng dịch. Tuy nhiên, tính đến nay thì cứ 100 người Thụy Điển có khoảng 11 người mắc COVID-19 và cứ 100.000 người ở nước này thì có khoảng 145 ca tử vong vì COVID-19, gấp 8 lần ở Phần Lan và gấp 10 lần ở Na Uy. Tính đến nay, Thụy Điển ghi nhận tổng cộng 1,12 triệu người nhiễm bệnh COVID-19 và hơn 14.600 ca tử vong. Trong khi đó, tại Peru, vừa qua hàng trăm gia đình đã biểu tình ở thủ đô Lima để yêu cầu mở cửa trở lại các trường học, với lý do họ nhận thấy học trên máy tính không thể nào thay thế cho các tiết học trên lớp. Các phụ huynh cho rằng tình hình dịch bệnh Peru đã lắng dịu, do đó chính quyền nên cân nhắc việc mở cửa. Peru là quốc gia còn lại trong khu vực chưa mở cửa trường học. Đây là một điều cấp bách vì chúng tôi muốn kêu gọi chính phủ của Tổng thống Pedro Castillo. Ông ấy từng là giáo viên và Bộ trưởng Juan Cadillo cũng là giáo viên. Đừng để trường học đóng cửa thêm một lần nào nữa. Học sinh, trẻ em, thanh thiếu niên, ngay cả sinh viên đại học cũng cần phải được trở lại lớp học càng sớm càng tốt.
Trước đó, Tổng thống Pedro Castillo đã nói rằng các trường học ở Peru sẽ mở cửa trở lại khi tất cả công dân có cơ hội được tiêm chủng. Theo các báo cáo chính thức, đến nay chỉ hơn 20% dân số Peru được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến nay, Peru là quốc gia có số người chết vì đại dịch tính trên đầu người cao nhất thế giới, với khoảng hơn 2,1 triệu ca nhiễm và gần 200.000 ca tử vong. Tại Mỹ, mới đây các quan chức y tế bang Mississippi cho biết, Trung tâm Kiểm soát Chất độc của tiểu bang đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc gọi báo ngộ độc của những người sử dụng thuốc Ivermectin, bao gồm các phiên bản thuốc tẩy giun cho vật nuôi để điều trị hoặc phòng ngừa COVID-19. Các nhà chức trách y tế Mississippi đã đưa ra cảnh báo rằng liều dùng của động vật không an toàn với con người. Cảnh báo được đưa ra khi Mississippi đang trải qua con số kỷ lục các ca nhiễm mới COVID-19 và các trường hợp nhập viện. Các khoa chăm sóc đặc biệt trong tiểu bang cũng đã hoạt động gần hết công suất. Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tính đến nay Mississippi có tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước và tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai toàn quốc. Mới đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đang đàm phán hoán đổi vaccine phòng COVID-19 với Romania. Trước đó, hãng thông tấn quốc gia Romania Agropress đưa tin nước này quyết định cung cấp cho Hàn Quốc 450.000 liều vaccine của hãng Moderna dưới dạng viện trợ nhân đạo. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, thông tin về việc chính phủ Romania cung cấp vaccine miễn phí là không đúng sự thật. Các cuộc thảo luận về hoán đổi vaccine đang được tiến hành giữa hai bên. Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia bằng cách cung cấp cho chính phủ Romania bộ xét nghiệm và các vật tư kiểm dịch khác vào hồi tháng 3 năm ngoái. Một nguồn tin ngoại giao cho biết Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp cho Romania những hàng hóa tương ứng để đổi lấy số vaccine này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin dịch COVID-19 sáng hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.